Ngọc tâm rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh tin tức HD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung bình luận ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc. Cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây, chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề: Cách Ukraine chiếm lại Crimea và kết thúc cuộc chiến của Putin. Kính thưa quý vị, sau một năm Nga xua quân xâm lược Ukraine và bị đánh bại trên nhiều mặt trận, các nhà hoạch định chính sách đã bắt đầu tranh luận về tương lai của bán đảo Crimea. Ngày càng nhiều người cho rằng việc chấm dứt sự chiếm đóng của Nga trên bán đảo này là có thể. Ngày càng có nhiều chuyên gia và nhà hoạch định chính sách bắt đầu lập luận rằng khôi phục quyền kiểm soát của Ukraine đối với Crimea có thể là yếu tố then chốt cho bất kỳ nền hòa bình lâu dài nào. Chỉ hơn một năm trước, hầu hết các nhà bình luận và hoạch định chính sách của phương Tây đã bác bỏ việc Ukraine giành lại quyền kiểm soát Crimea. Bán đảo mà Nga đã xâm chiếm và sắp nhập vào đầu năm 2014. Chắc chắn, nó vẫn chính thức được coi là lãnh thổ của Ukraine và các chính phủ Hoa Kỳ và châu Âu đã tố cáo cuộc thôn tính này là không thể chấp nhận được. Nhưng trong khi tuyên bố chủ quyền của Nga đối với khu vực này có thể không hợp pháp trong mắt phương Tây, thì các đồng minh của Ukraine dường như chấp nhận ý kiến cho rằng Crimea giữ một vị trí đặc biệt cho là trong thần thoại của Nga và họ không chắc chắn đáng để đánh nhau. Quan điểm đó hiện đang thay đổi. Một năm sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động cuộc chiến thảm khốc của chính mình. Cuộc chiến không chỉ chứng kiến Nga sắp nhập thêm nhiều phần của Ukraine, mà còn khiến cho Nga thiệt hại gấp 10 lần trước đó. Trong 10 năm, họ chinh chiến tại Afghanistan. Làn sóng địa chính trị đã thay đổi đáng kể. Và trong vài tháng qua, với việc các lực lượng Ukraine tiếp tục giành lại các khu vực từ lực lượng Nga, các tiếng nói của phương Tây đã bắt đầu xem xét lại một chủ đề mà họ đã phớt lờ từ lâu đó là Crimea. Thay vì coi bán đảo này là một phần phụ của Nga, ngày càng có nhiều chuyên gia và nhà hoạch định chính sách bắt đầu lập luận rằng khôi phục quyền kiểm soát của Ukraine đối với Crimea có thể là yếu tố then chốt cho bất kỳ nền hòa bình lâu dài nào. Và rằng, ngày càng nhiều, chỉ có chủ quyền của Ukraine đối với khu vực mới đảm bảo sự ổn định không chỉ ở Ukraine, mà còn ở châu Âu nói chung. Một quan điểm như vậy vẫn chưa được đồng thuận. Các nhà hoạch định chính sách phương Tây đã không đồng tình ủng hộ hoàn toàn các động thái của Ukraine nhằm đòi lại bán đảo. Tuần trước, dân biểu Adam Smith, một trong những đảng viên đảng Dân Chủ hàng đầu trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, cho biết đã có một sự đồng thuận rằng Ukraine sẽ không tái chiếm Crimea bằng quân sự. Và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói thêm rằng nỗ lực chiếm lại Crimea của Ukraine sẽ là một lăng ranh đỏ đối với Putin. Nhưng trong các cuộc trò chuyện và bình luận, các quan điểm rõ ràng đã bắt đầu thay đổi, đặc biệt là trong cộng đồng các chuyên gia. Những người ngày càng coi những nỗ lực của Ukraine nhằm chiếm lại Crimea là khả thi và cần thiết. Và trong khi các quan chức phương Tây vẫn chưa ủng hộ những quan điểm như vậy, và vẫn chưa cung cấp tất cả vũ khí mà người Ukraine yêu cầu. Họ đang ngày càng để ngỏ khả năng Ukraine tiến về phía bán đảo. Nhờ cuộc xâm lược toàn diện của Putin và rằng Nga có một số loại quyền đối với Crimea đã sụp đổ trên thực tế ở phương Tây. Và thực tế đã bắt đầu lan truyền từ Washington đến London đến Brussels rằng xét về thành công quân sự, quyền thống trị của Nga đối với Crimea phải chấm dứt trước khi có thể tìm thấy bất kỳ nền hòa bình ổn định lâu dài nào. Một phần của sự thay đổi quan điểm đó đến từ phân tích chiến thuật thuần túy. Khi Ukraine tiếp tục giành lại các phần đất của Nga, bao gồm cả những khu vực mà Moscow trên danh nghĩa tuyên bố là của riêng mình, chẳng hạn như là Kherson, thì việc thúc đẩy Crimea đột nhiên trở nên hợp lý hơn và khả thi hơn về mặt quân sự. Chắc chắn, bất kỳ lực đẩy nào hướng tới bán đảo vẫn còn là một lối thoát. Chúng tôi sẽ không nói chuyện nghiêm túc về Crimea cho đến khi phần còn lại của Ukraine được tự do. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagrosnyok nói trong một cuộc phỏng vấn, Hoàn toàn từ góc độ địa chiến lược, Ukraine sẽ cần giành lại những phần đất đáng kể ở những nơi như là Zaporizhia và thậm chí Donetsk trước khi cân nhắc tấn công Crimea. Nhưng một cú hích như vậy giờ đây có vẻ khả thi hơn nhiều so với cách đây vài tháng. Và các nhà phân tích phương Tây đã bắt đầu tính xem một cú hích như vậy có thể đòi hỏi những gì. Trong một chủ đề Twitter gần đây, tướng người Úc đã nghỉ hưu Mick Ryan, một trong những nhà bình luận nổi tiếng nhất về tiến trình của cuộc chiến này, đã trình bày chi tiết các tuyến đường tiềm năng của Ukraine tới bán đảo một lựa chọn ủng hộ quan điểm của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Zagrosnyuk, rằng Kiev sẽ phải chiếm lại lãnh thổ quan trọng ở nơi khác trước bất kỳ sự thúc đẩy nào, để hình thành một căn cứ phong tỏa trên bộ và hỗ trợ hỏa lực, cho phép các lực lượng Ukraine trang vào bán đảo. Một lựa chọn khác có thể là Ukraine khởi động một chiến dịch trên không, trên biển và trên bộ quy mô lớn để tấn công trên một số trục nhằm vào các mục tiêu trên bộ quan trọng ở Crimea, tạo thành một chiến dịch trên không và trên biển mạnh mẽ để hộ tống khoảng 100.000 binh sĩ Ukraine cần thiết để tổng chiếm lại Crimea. Cả hai lựa chọn đều chứa đựng những rào cản đáng kể, đặc biệt là các khí tài quân sự quan trọng mà Nga vẫn duy trì ở Crimea. Và rõ ràng là Ukraine có thể sẽ không thể thực hiện bất kỳ nỗ lực nào vào Crimea nếu không mở rộng sở hữu các vũ khí phương Tây như là tên lửa chính xác tầm xa và tăng cường sức mạnh không quân. nhưng cũng rõ ràng là khả năng tiếp tế cho Crimea của Nga đang trở nên mong manh với cả hành lang trên bộ của Nga và cầu Crimea. cầu Crimea hay còn gọi là cầu Kerch gần đây đã bị đánh bom. mục tiêu này ngày càng bị đe dọa và một năm sau cuộc chiến rõ ràng là các tài sản quân sự của Nga tại Crimea sẽ tiếp tục là mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với Ukraine, bất kể kết quả của cuộc chiến. Việc chiếm đóng Crimea cho phép quân đội Nga đe dọa các vị trí của Ukraine từ phía Nam và tạo cho hạm đội Biển Đen của Nga một căn cứ tiền phương để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa. Trung tá đã nghỉ hưu Alexander Vindman một trong những chuyên gia về Ukraine hàng đầu của Mỹ, gần đây đã nói, ngay cả khi Ukraine giành được chiến thắng ở nơi khác, Crimea vẫn sẽ thực sự là một căn cứ hoạt động tiền phương cho quân đội của Điện Kremlin, một nơi ẩn náo để các lực lượng Nga nghỉ ngơi và tập hợp lại. Thực tế này thể hiện rõ ràng nhất vào năm ngoái, khi quân đội Nga sử dụng Crimea làm bàn đạp cho cuộc xâm lược thành công nhất của Moscow vào năm 2022, cho phép Điện Kremlin giành được phần đất đáng kể ở miền nam giữa Ukraine. Những mối đe dọa quân sự đang diễn ra đó cũng không chỉ giới hạn ở đất liền. Do vị trí địa lý đặc biệt của Crimea, bán đảo này cho phép Moscow đe dọa an ninh hàng hải của cả Ukraine và rộng hơn là Biển Đen. Và điều này bao gồm những thứ như là phong tỏa xuất khẩu của lương thực tại Ukraine chẳng hạn như là ngũ cốc, vốn đã làm đảo lộn thị trường toàn cầu. Crimea có ý nghĩa quyết định đối với cuộc chiến này. Tướng Mỹ đã nghỉ hưu Ben Hodges, cựu chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu, nói Ukraine sẽ không bao giờ an toàn hoặc được bảo đảm, hoặc có thể xây dựng lại nền kinh tế của họ, chừng nào Nga vẫn còn giữ Crimea. Và tôi nghĩ, ngày càng có nhiều người nhận ra không chỉ sự cần thiết của việc chiếm lại Crimea mà còn cả tính khả thi của kế hoạch này. Tất cả những lý do chiến thuật quân sự này là đủ để giải thích sự thay đổi đang diễn ra trong nhận thức của phương Tây về Crimea. Nhưng ở những nơi khác, quan trọng hơn nữa, các nhà quan sát phương Tây đang xoay quanh điều mà người Ukraine vẫn tranh luận từ lâu, rằng các tuyên bố chủ quyền của Nga đối với bán đảo này đã bị bảo hòa trong những tuyên truyền gây hiểu lầm và thiển cận. Không điều nào trong số đó đứng vững để xem xét kỹ lưỡng. Thật vậy, một trong những phần tuyên truyền nguy hiểm nhất của Nga là có một số loại quyền của Nga đối với Crimea. Một lập luận chỉ mới bắt đầu lắng xuống. Hãy xem tuyên bố của Putin rằng Crimea bằng cách nào đó duy trì một ý nghĩa lịch sử sống còn đối với Moscow, hoặc rằng đó là một vùng đất thánh đối với tất cả người Nga. Chắc chắn là Crimea, ban đầu bị các lực lượng thực dân Nga sáp nhập vào năm 1783, vẫn giữ được một lịch sử độc đáo. Trải qua những sự việc như chiến tranh Crimea những năm 1850 và Thế chiến thứ hai, gần một thế kỷ sau đó. Nhưng vô số khu vực và quốc gia từ Belarus đến Baltics có thể yêu cầu lịch sử độc đáo tương tự mà không cho Nga bất kỳ yêu sách hợp pháp nào đối với chúng. Nếu đó là thánh địa đối với người Nga, chúng ta sẽ không thấy hàng trăm ngàn người Nga rời khỏi đất nước vào năm ngoái khi các vụ nổ trên bán đảo này xuất hiện. Tướng Hutchins nói, chỉ ra một số lượng đáng kể người Nga trốn lệnh nhập ngũ của điện Kremlin. Ngay cả sau người Ukraine trực tiếp tấn công căn cứ không quân Saki của Crimea, ông Hutchins nói thêm, có 30.000 ô tô bị tắt nghẽn đang cố rời đi, thay vì người Nga đến văn phòng tuyển quân. Tương tự như vậy, quan điểm cho rằng Crimea từ lâu đã là một vùng lãnh thổ của Nga cũng không chính xác. Khu vực này không có đa số người Nga cho đến chiến tranh thế giới thứ hai. Và chỉ sau đó là kết quả của các chiến dịch thân trừng sắc tộc khổng lồ của Điện Kremlin đã buộc hàng trăm ngàn người Tatar Crimea bản địa phải di dời. Và tất nhiên, Crimea không có đường nối liền với Nga. Một phần lý do khiến cho khu vực này thịnh vượng dưới thời Ukraine và héo úa dưới thời Moscow trị vì. Bản thân người Crimea hầu như không thể hiện bất kỳ mong muốn mãnh liệt nào được tái gia nhập Nga. Bất chấp việc Putin khăng khăng rằng họ là một phần của Nga. Năm 1991, người dân Crimea cùng với mọi khu vực khác của Ukraine bỏ phiếu ủng hộ Ukraine độc lập. Và trong những thập kỷ sau đó, họ chưa một lần bỏ phiếu tái gia nhập Moscow. Trong những tháng trước cuộc xâm lược đầu tiên của Nga vào năm 2014, chưa đến một phần tư người Crimea muốn tái gia nhập Nga. Những thực tế như vậy cần một chặng đường dài để giải thích lý do tại sao Moscow buộc phải tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý giả tạo bỏ phiếu bằng lưỡi lê đối với người dân Crimea vào năm 2014, thay vì đưa ra một cuộc bỏ phiếu tự do và công bằng. Có lẽ hợp lý nhất là Putin đã bác bỏ một cách hiệu quả ý tưởng rằng Crimea bằng cách nào đó là duy nhất trong mắt của người Nga vào tháng 9 năm ngoái, khi ông tuyên bố sắp nhập thêm 4 tỉnh nữa của Ukraine. Không tỉnh nào trong số đó do Moscow kiểm soát. Đột nhiên, tình trạng khác biệt trên danh nghĩa của Crimea là khu vực duy nhất mà Điện Kremlin sẽ đi xa đến mức sắp nhập hoàn toàn và sụp đổ. Với những tuyên bố sắp nhập mới nhất của Putin, khu vực mà Putin tuyên bố có thể hiện sự thống nhất tinh thần của người Nga giờ đây, không khác gì những nơi như là Luhansk hay là Zaporizhia, nơi các lực lượng Ukraine đang tiếp tục giải phóng những sự thôn tính đó ngày càng làm suy yếu các mối đe dọa thích hợp và có tác động mạnh nhất của Nga. Rằng Crimea đưa ra một số loại lăng ranh đỏ đối với chính quyền Nga. Sau đó khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân tăng lên đáng kể. Nhưng căn cứ vào cách Ukraine tiếp tục dùng pháo bình để phá hủy các lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố chủ quyền ở những nơi khác và cách các vụ nổ tiếp tục làm rung chuyển chính quyền Crimea mà không dẫn đến bất kỳ cuộc chiến tranh hạt nhân nào. Các lăng ranh đỏ được cho là của Moscow ngày càng trở nên mờ nhạt, thậm chí đến mức biến mất hoàn toàn. Như chuyên gia về Nga, Nigel Gould Davis, gần đây đã viết trên tờ New York Times, Putin không có lăng ranh đỏ. Thật vậy, quan điểm cho rằng Crimea là lăng ranh đỏ của Putin, cuối cùng cũng đang mơ dần ngay cả Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người gần đây đã đề cập rằng Crimea có thể là một lằn ranh đỏ của Putin. Cũng chỉ ra rằng một tuyên bố như vậy gần như không còn quan trọng như trước đây. Theo những người quen thuộc với quan điểm của Blinken, Ngoại trưởng Mỹ tin rằng chỉ có quyết định của người Ukraine về những gì họ cố gắng thực hiện bằng vũ lực, chứ không phải của Mỹ, với việc Ngoại trưởng Mỹ cởi mở hơn với một kế hoạch tiềm năng của Ukraine đối với Crimea. Như Blinken đã nói thêm vào tháng này, sẽ không có hòa bình công bằng hay lâu bền trừ khi sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khôi phục. Tất cả những yếu tố này, việc gia tăng nhập khẩu quân sự để chiếm lại Crimea, sự tan vỡ của những huyền thoại Nga về bán đảo, ủng hộ nguyên tắc rằng các cường quốc hạt nhân không bao giờ được phép chia cắt các nước láng giềng phi hạt nhân tất cả đã bắt đầu kết hợp tạo ra một viễn cảnh mới ở các nước phương tây một thập kỷ trước khi putin lần đầu tiên tiến hành cuộc xâm lược crimea bán đảo này cũng đã đứng tách biệt được cho là viên ngọc quý của triều đại putin tuy nhiên giờ đây nó ngày càng được coi như những gì nó đã tồn tại từ lâu một bán đảo đầy những người dứt ràng không bao giờ chọn sự cai trị của Nga. Chứng kiến các lực lượng của Kiev, dần dần tiến về phía Nam, tìm cách cuối cùng đánh bật lực lượng của Điện Kremlin khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Và lần này, nhiều nhà hoạch định chính sách của phương Tây đã mạnh dạn cung cấp vũ khí, tài chính và hỗ trợ ngoại giao cần thiết cho Ukraine để cuối cùng đạt được mục tiêu chiếm lại từng tức đất của Ukraine do Nga chiếm đóng những quốc gia dân chủ đang ngày càng đồng hành với Kiev. Thứ trưởng Ngoại giao Victoria Nuland gần đây đã cho biết, bất kể người Ukraine quyết định như thế nào về Crimea, về nơi họ chọn chiến đấu, Ukraine sẽ không an toàn trừ khi Crimea ở mức tối thiểu, ở mức tối thiểu được phi quân sự hóa. Hay như người phát ngôn ngũ giác đại Sabrina Sainz tuyên bố hồi tháng trước Mỹ sẽ ủng hộ nỗ lực của Ukraine đòi lại bán đảo này, mà nước này đã đến mức lần đầu tiên cách đây gần một thập kỷ. Điều đó bao gồm một chiến dịch ở Crimea. Người phát ngôn Ngũ Giác Đài nói, đó là một phần có chủ quyền của đất nước họ, và họ có mọi quyền để lấy lại nó. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức bình luận của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình Xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư hctdnews.bgv, com Một lần nữa, đội ngũ hcdnews News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.